Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập ảnh tượng để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập bóng sáng để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập bóng nắng để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập sự biến hóa để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập ảo thành để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đó là Đại Bồ Tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 317.